Dạ vâng, cửa hàng âm thanh bản 1977 xin kính chào toàn thể các bác nha. Thì rất là lâu lại mới làm cho các bác những cái video về cả những cái dòng đẩy. Thì vốn dĩ bên em là lâu nay thì chuyên các cái dòng vang số, các cái dòng mic cũng như là các cái dòng lọc bãi. Thì hôm nay là lọc đi khá là nhiều, lọc là ngoài kia các bác này. Thì em vào đây em tranh thủ làm cái video giới thiệu tất cả các bác còn những cái sản phẩm mới. Đấy. Thì trước mặt các bác đây thì là hôm nay thì em về cho các bác còn một vài hơn chục con đẩy tới từ thương hiệu Gutin các bác nha. Đấy, GD Gutin này. Đồng bộ luôn. Thì nó sẽ có hai mã ngày hôm nay là 5420 và từ mã thứ hai là 5620. Với cái mã 5620 này thì đây là dòng mã là dòng đẩy hai kênh và có công suất là 650W một kênh các bác nhá. Còn đối với cái dòng đẩy mã là GT 5420 thì có nghĩa là 500W một kênh. Đấy. Và thương hiệu Gutin thì các bác biết rồi, một thương hiệu khá là nổi tiếng từ thương hiệu Anh Quốc các bác nhá. Và hôm nay lần này thì bên em về cho các bác cả loa Gutin, mic Gutin và đẩy Gutin, có nghĩa là đồng bộ luôn, trừ con vang Gutin. Vì cơ bản là vang Gutin thì người ta là thiết kế là dòng vang vang cơ, mà bên em thì lâu nay không làm vang cơ, chỉ dùng vang số và vang cơ lai số mà thôi. Đấy. Tổng quan về hai con đẩy này thì mặt trước của nó thiết kế được khá là giống nhau, không có nhiều khác biệt giữa hai cái mã này. Đấy, các bác để ý là mặt phía trước thì nó là mặt phai nhôm nhá, mặt phai nhôm và có màu đây là màu xanh rêu. Đấy. Ngoài ra là phía trước nó sẽ có một lớp tản nhiệt. Công tắc nguồn phía trước các bác này, hoạt động này. Đấy, công tắc nguồn phía trước nha. Thứ hai là cái tên logo này, GD Gutin. Ở đây là GT 5420 các bác nha. Professional Pro Power Ampli. Đây là thường là nó bảo là cái dạng đẩy công suất ấy. Đấy. Ngoài ra sẽ các bác thấy là hai kênh này CH1 CH2 tương ứng với là một hai cái dãy đèn quốc để báo các cái thông số mà cái con đẩy này đang hoạt động nhá. Đây là on này, khi mà các bác là nó cắm điện ạ thì con này hoạt động bình thường, nó sẽ có hiện chữ cái tên là cái đèn on này. Và hai cái đèn clip và pro thì là hai cái đèn này khi mà xảy ra tình trạng đẩy bị lỗi và đẩy một kênh bị hỏng hoặc cái bị lỗi thì nó sẽ báo cái đèn này bác. Ngoài ra đây là các cái này thì sẽ là các cái thông số hiển thị nhá, và đơn vị của cái này là đơn vị của nó là decibel và điều khiển cái âm lượng. Đấy. Tiếp theo về phần nội thất bên trong thì đây có lẽ em nghĩ là cái điều mà các bác khá là quan tâm đối với những cái dòng đẩy công suất đúng không ạ. Dòng này thì nó sẽ sử dụng cho các bác là mạch cờ lan hát các bác nha, và nguồn là nguồn tăng phô đồng. Đối với con GT 5420 thì nó là một dòng đẩy 500W một kênh, cho nên cái nguồn tăng phô nó gồm ở mức là trung bình, với cái ban cái đường kính thì nó tầm 16 cm các bác nha, 16 cm. Con này thì nó sẽ chạy cho các bác là 1 2 3 4 là 16 sò tô, 16 sò các bác nha. Và đây là sò NGVK này. Đấy. Đây là mạch class H, và con này thì sẽ có bù áp cho nên rất là khỏe các bác nha. Còn đây là đối với cái dòng đẩy mã là 5620 thì nó cũng thiết kế tương tự mà thôi. Đấy. Về cái phần dòng đẩy là 5420 thì các bác thấy này, con này cho nó có cả các tự lọc nguồn, có lọc nguồn này. Ngoài ra nó sử dụng cho bác là bốn cái tụ lớn các bác nhá. Đấy. Mạch là mạch cờ lan hát, và các bác biết rồi, mạch cờ lan hát là một trong số những cái dòng mạch mà nó chạy bền, khỏe, bền và ổn định nhất từ trước đến nay. Đấy, mạch là cờ lan hát cũng giống như mạch cờ lan hát thì là một cái phạm chủ, cái nghĩa nó bao hàm rộng hơn so với mạch LA. Và cái mạch LA là một cái mạch trong phần của cờ lan hát các bác nhá, và các bạn biết rồi, mạch cờ lan hát nói chung và mạch LA nói riêng thì hai cái dòng mạch này nó vô cùng khỏe bền, và hiệu suất ra loa khá cao. Nó chỉ là thua cái dòng class TD và class D một chút mà thôi. Đấy ạ. Đúng không ạ? Thiết kế thì nó sẽ các bác là 16 sò này. 16 sò là các với mạch của nó này. Đấy, đúng không ạ? Các bác nhìn rất là hầm hố đúng không? Đấy. Phần mặt sau thì lát em sẽ quay cho bác xem về phần mặt sau. Đấy, tiếp theo về cái phần cái con đẩy với mà cùng model là 5620 các bác nhá. Thì các bác nhìn 5620 và 5420 thì nó không khác biệt gì ở cái thiết kế bên ngoài. 5620 và 5420 không khác biệt gì cả bên ngoài. Thì đấy, nó đều là cái dạng màu mặt ngoài là mặt màu xanh rêu các bác nhá. Màu ngoài màu xanh rêu và đều cũng công tắc nguồn ở ngoài thôi. Cũng ngoài đấy là hai cái dãy đèn quắc nhá. Để là biểu thị các thông số. Đấy, nó giống nhau hoàn toàn về thiết kế. Tuy nhiên nó khác nhau một điểm ở đó chính là thiết kế bên trong. Thiết kế bên trong thì đối với cái dòng 5620 thì với một mức công suất là 650W một kênh, cho nên nó sẽ yêu cầu một cái nguồn tăng phô này lớn hơn. Thứ hai là nó sẽ chạy cho các bác là 20 sò nha các bác nha. Đây là 20 sò NG này. Đấy. Và con này nó cũng sẽ có bù áp. Con này sẽ có bù áp các bác nha. Cái tính sò trước em đã nói rồi, đối với dòng đẩy LA, mạch LA và dòng đẩy Eric thì em đã cũng chỉ cho các bác cái đếm sò rồi đúng không ạ? Đấy. Thì con này nó sử dụng tụ bé. Con
con 5420 này thì nó sử dụng cho các bác là 4 cái con tụ lớn. Còn con đối với con 5620 thì nó sử dụng cho các bác là 8 con tụ bé như thế này. Đấy, và đây là mạch cờ lát hát các bác nha. À, về phần mặt sau thì phần mặt sau đối với những cái dòng đẩy này thì nó sẽ cho các bác là cả rắc ở đây nó sẽ có rắc cọc, các bác nhá, rắc cọc ra loa và thôi. Mà phía sau thì nó sẽ có một cái quạt tản nhiệt này. Ở đây là con này thì nó sẽ cho các bác là hai cái chít áp để điều khiển hai cái âm lượng của hai kênh các bác nhá. Đấy. Và đây là cái bản chất của hai cái này thì giống nhau. Cái này thì các bác ra đẩy này hoặc bác xuống một con đẩy khác. Input đúng không bác? Đây, cái này các bác vào không được, mà cái này các bác vào không được này. Đấy. Và ba con này sẽ có đầy đủ ba cái chiếc đánh Sitte Para Bray. Đấy. Sitte Para Bray các bác nhá. Phía sau là hai quả tản nhiệt, ngoài ra đây là một cái cầu chì này. Đây là một cái le để bảo vệ nguồn nhá. Đấy. Và thiết kế thì nó na ná giống nhau. Và đối với những dòng cờ lạn hát thì các bác biết rồi. Cờ lạn hát lợi thế của nó thì nó rất là khỏe. Bền, khỏe. Hiệu suất ra loa cao và chạy ở nhiều mức điện áp khác nhau. Đấy. Và cái giá cũng ngày hôm nay thì đối với dòng đẩy mà model 5420 này, 5420 các bác nhé, thì với công suất 5 chó một kênh thì giá của nó sẽ là 3.600.000 đồng. Còn đối với dòng mã là 5620 như thế này, mức công suất là 650W một kênh thì giá của nó sẽ là 4.200.000 đồng các bác nhé, để tạo cho các bác những cái sự lựa chọn và thoải mái hơn. Dòng này thì nó khỏe hơn và dòng san xui một tí các bác nhé, khỏe hơn san xui. Nhưng mà đối với cái mức công suất của san xui ở cùng một cùng phân khúc thì san xui nó luôn đắt hơn, thế là rất là cái linh kiện của nó có dạng cao cấp hơn. Và những cái dòng đẩy như thế này thì để cho các bác có những cái túi tiền vừa phải hơn, nó mình có nhiều sự lựa chọn hơn đúng không bác? Đấy, và bác nào đang có nhu cầu về những dòng đẩy như thế này thì các bác có thể liên hệ trực tiếp cho số điện thoại đang hiển thị trên mình các bác nha. Và quên lưu ý thì đối với mức công suất 5 chó một kênh thì con này nó sẽ đánh cho các bác là tầm một đôi full 30 hoặc là hai đôi full 25 thoải mái này. Còn đối với một cái công suất là 650W ở 8 ohm thì nó sẽ là 900W ở 4 ohm các bác nhá. 900W ở 4 ohm thì các bác có thể đánh được thoải mái hai đôi full 30. Đấy, đúng không ạ? Và xin nhắc lại một lần nữa là giá của 650W của dòng mã 5620 là 4.200.000 đồng một con. Và 5420 500W một kênh thì giá của nó sẽ là 3.600.000 đồng bác nhá. Và hiện bác nào có nhu cầu cứ liên hệ các bác nhá. Và xin hẹn gặp lại tất cả các bác ở cái clip tiếp theo của âm thanh vải 97. Xin chào và hẹn gặp lại.